Bự hơn cái bàn tay. Tỉnh giấc, bỗng thấy trong lòng hôm nay khác lạ. Phun thật nhanh người anh thật tân. Hôm nay em không đi làm. Chuyện thấy dài không mọi người? Thế giới quen thuộc bên sau mấy đầu. Đẹp. Đi thật nhanh và đi rất xa. Nơi chẳng ai tìm được. Quá trời dài nè mọi người. Trời đất mây mông bao la. Chẳng biết nơi đâu là nhà. Trời đã quá trời mưa. Nhưng mà nó không có cái trái màu vàng giống hôm rồi vậy ta. Hôm rồi cái trái vàng vàng. Ngồi một mình ta hát ca. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Bước một mình sẽ nơi xa. Còn niềm vui dường như đã. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Nỗi đau dây tình hai sâu. Em không biết chín không nữa. Không chín đâu, nó nắng vậy thôi. Hôm rồi tưởng chín mà về ăn không có chín. Nó nắng vậy thôi. Như trái này gì nè là nắng thôi, không phải chín. Hôm rồi hình như ổng đem về cho em trái mít á. Nhưng mà hình như nó không có ngọt lắm đâu nghe chị. Ngồi cái nhà kế bên này sao mình không mua luôn vậy. Ôi mít tùm lum. Cây mít nào cũng có trái hết mọi người. Ổi về trái chi chích luôn. Cây ớt có trái rồi kìa mọi người. Không có biết làm sao mà nói luôn. Em thấy trái này nó vàng. Ô em thấy trái đó không vàng. Em thấy trái này vàng. Nè em thấy trái này vàng. Cái này vàng này không? Ừ. Vàng cái này đâu. Đây. Trái đó trái ở trong nó vàng. Bè. Thấy trái này không? Thấy ở trên nó già kìa. Được hai trái xài. Tôi cô đơn quá.